Rồi, xin chào các bạn. Thì cái video này là cái video kế tiếp nữa, là video thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn về con Arduino, dùng Arduino để làm một cái máy hàng bán tự động nha các bạn. Đây là video thứ ba. Thì trong cái video này, cũng như cái thông báo lần trước, video trước của mình đó, là mình sẽ hướng dẫn các bạn hardware của cái con Arduino Uno, và bắt đầu khởi động để lập trình những cái chương trình nó đơn giản thôi các bạn. Chương trình đơn giản ha. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái con Arduino Uno này. Rồi bắt đầu mình dùng một cái nút nhấn và một cây đèn. Thì mình sẽ bấm nút nhấn thì cái đèn sẽ cháy sáng, hoặc là cái đèn led nó sẽ chớp tắt. Rồi sau đó mình sẽ tiến tới là mình cho nó, ví dụ bấm một cái để chớp 5 lần nó tắt ha các bạn ha. Thì mình lập trình như vậy, và mình sẽ cố gắng mình đi thật chậm và mình viết từng bước một để cho các bạn thấy nó dễ dàng như thế nào. Thì đầu tiên mình cũng nói là đây là nó viết trên cơ sở C, nhưng mà các bạn theo dõi mình thì các bạn cứ nắm những cái gì mình chỉ rồi các bạn sẽ quen dần dần ha. Còn thôi thì mình sẽ lên mạng để mình học cái chương trình C, C cộng cộng. Thì cái đó các bạn vô cái trang web Ba School nha các bạn, nó gọi là Tree School, hoặc qua web Tree School là nó sẽ ra cái đó. Bên đó thì người ta hướng dẫn rất là kỹ, cái trang web của nước ngoài các bạn ha. Thì bắt đầu đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái hardware của con Arduino. Thì các bạn thấy trên đây là cái dãy từ 0 đến 13 nè, thì nó có 14 IO nha các bạn. Thì hai cái chân đầu tiên này thì người ta dùng để mà kết nối RS, mình không có sử dụng, mình chỉ sử dụng từ con chân số 2 ha. Đến chân 13 thì nó là những cái IO bình thường, digital thôi. Nhưng mà đối với những cái chân mà nó có dấu ngã đó là mình sử dụng PWM được, có nghĩa là pin đó các bạn. Lại là những cái sung du, sung du như vậy, sung du như vậy nè các bạn. Cái đó để mình điều khiển cái tốc độ của động cơ step ha. Lúc sau này mình sẽ học, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn, nhưng mà bây giờ tạm thời là mình chỉ biết nó là IO thôi để mình ứng dụng ha. Bên đây nó là những cái analog. Mình thì cũng có nói kỳ trước là những cái đường analog là nó lấy cái tín hiệu biến thiên từ 0 đến 5V rồi. Thì là dùng để cho những con sensor nhiệt độ, rồi những con sensor về độ ẩm, rồi sensor tốc độ, tất cả cái nào mà nó có tín hiệu analog từ 0 đến 5V thì mình sẽ đưa vào đây được ha. Ở đây nó có 6 chân từ A0 đến A5 ha. Rồi ở đây nó có cái khu vực nguồn của nó là V-in. V-in là cái điện áp mà các bạn cấp nguồn của nó, là hai chân này cộng trừ ha. Ở đây là trừ và ở đây là cộng. Thì cái đèn áp mà nó sử dụng được đó là nó dao động từ 6 ở VIN nha, VIN đó là từ 6 cho tới 12V, là cái đó là người ta khuyến cáo. Còn nó có thể chịu đựng điện áp cao hơn nhưng mà không tốt, nó lên tới 20V lận. Thì VIN này thì thường thường là mình sử dụng là mình sử dụng 9V cho chắc các bạn ha. Còn đây là chân ra 5V, mình có thể dùng cái chân này để mình nối vào những cái con sensor của mình ha. Còn này 3.3V để cho những cái module mà nó có cái đèn áp thấp, ví dụ như những con IC mà ESP mà nói với các bạn về Wi-Fi á, đèn áp của nó chỉ có là 3V, 3.3 thôi. Thì mình lấy cái nguồn này mình cấp cho cái con đó, thì chân reset này nọ ha. Rồi cái đó là mình nói xong. Sau đó thì mình sẽ những cái chân khác thì mình sẽ không nói nhiều, để mà mình nhanh nhanh chóng để mà mình đi qua cái phần khác. Rồi mình sẽ dùng một cái phần mềm, phần mềm fixing. Mình không có hướng dẫn fixing nhưng ở đây mình vẽ cái mạch để mà các bạn dễ hình dung thôi các bạn ha. Thì đầu tiên á, là mình có một cái con gọi là cái con led nè đó. Thì con led đó mình sẽ nối nó vô cái chân số 3, led nối vô chân số 3. Thì mình dùng cái chân số 3 làm cái output để mình cấp nguồn cho cái con này, cái con led này. Nhưng mà đối với con led là bạn phải nối tiếp với một cái điện trở để mà cái điện áp của nó xuất ra 5V nó không có bị cao quá các bạn ha. Thì cái dùng hai con điện trở 220 ohm nói tiếp với cái con led rồi đi xuống ăn nguồn âm đây, chỉ có vậy thôi. Rồi bắt đầu đó, con điện trở nó có thêm cái nút nhấn chứ. Thì cái nút nhấn thì đơn giản thôi, nó lấy nguồn dương nữa các bạn, vô một một bên của nút nhấn và bên kia nó cấp về cái chân D4. Coi vậy là cái project này mình dùng D3 là led mà D4 là nút nhấn vậy thôi. Còn cái con điện trở này các bạn để ý nè, cái con điện trở là sao, có nghĩa là trong trường hợp mà các bạn không nhấn nút á, thì cái chân D4 này luôn luôn được nối mát, chỉ vậy thôi, nối xuống đất. Thì để nó để giữ nó biết cái trạng thái không với một cho nó chắc chắn các bạn. Nếu mà các bạn không có
cái con điện trở này á, thì nó sẽ trôi, điện áp đầu vào của cái chân nó trôi thì nó không có làm gì tốt bạn ha. Rồi ok, thì cái điện trở này thường thường ta xài 10 kilo ohm nha. Rồi cái đó là mình hướng dẫn các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái hình mà thực tế mà đấu dây này các bạn. Hình này thực tế đấu dây. Đây cái camera của mình cũng đang chiếu về cái bo đó, nhưng mà cái camera mà nó mờ đây các bạn, nó đang nằm đây nè. Đó, thì mình rút điện ra là nó tắt nè, đó nó đang online đó, mình rút điện ra tắt ha. Rồi ok, thì mình cấm điện rồi là nó sáng nè đó. Nhưng mà cái hình thật á là mình ở đây thì sao các bạn nhìn nè ha. Thì mình nói hai chân dương âm qua hai cái đầu này đâu, đầu này là đầu âm là mà đầu này đầu dương, dễ thôi, 5V ha. Thì bắt đầu á là con điện, cái đèn led là nói tiếp viên điện trở vô chân số 3 là để cái này là 0 1 2 3 nè các bạn. Đó, đi về âm, thấy chưa, đúng y như cái mạch kia. Rồi cái chân số 4 á thì là nút nhấn, thì mình lấy nguồn dương này, nguồn dương đi lên nè, đi qua cái công tắc này vô chân số 4. Để chân số 4 luôn luôn nó phải nói một cái điện trở 10 ký về âm. Đó, giống y như cái mạch bên đây các bạn, y chang luôn rồi đó. Rồi, bắt đầu bây giờ mình đi tới cái lập trình đây. Đó, mình đem tắt cái này xuống và mình đi tới lập trình ha. Thì lập trình khi mà các bạn mở cái file Arduino lên. Arduino lên thì đầu tiên là các bạn sẽ connect vào Arduino Uno và chọn bột giống như mình nói kỳ trước. Thì các bạn nào mà chưa có coi cái video phía trước của mình đó thì tìm xem lại ha. Thì ở trong cái màn hình mà lập trình đó thì nó có 3 phần. Các ba vị trí quan trọng mà mình cần nói với các bạn thì cái chỗ này nè. Cái chỗ này ha các bạn, là cái chỗ mà khai báo biến. Rồi để mình đánh cho các bạn, để cho các bạn hiểu khai báo biến. Chỗ này. Rồi, cái chỗ này người ta ghi tiếng Anh là nó là khởi động, cái này là cái chỗ để khởi động các bạn. Khởi động là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn bật con Arduino lên nó chạy là nó chạy chỗ này một lần thôi. Nó chạy để nó mình set up một số cái thứ gì ban đầu thôi, chứ nó không có chạy hoài các bạn ha. Rồi, chỉ có chạy một lần. Lúc khởi động nha các bạn. Rồi. Còn cái chỗ này là void loop nè, là nó sẽ chạy vòng vòng, có nghĩa là cái chương trình của bạn nó chạy, nó đọc nó từ trên xuống, nó quay lại, nó đọc chỗ này, nó đọc vòng 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 vòng. Có nghĩa là Arduino từ lúc bật điện á, nó đọc cái này một lần và nó đọc cái này thành một cái lớp chạy vòng vòng. Nó quay vòng vòng, nó đọc hoài. Đọc tuần tự. Ha. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình khai báo biến nè các bạn. Báo biến thì các bạn cứ theo như mình ha. Thì khai báo biến thì mình đánh in là integer là cái số nguyên á ha. Thì mình nói là bây giờ con led mình đặt tên, muốn đặt gì đặt, led là mình xài cái chân số 3 ha. Còn cái chân số 4 là mình nói là cái button, đó là cái nút nhấn ha. In button. Button là số 4. Rồi, nhớ cái dấu phẩy nha các bạn. Rồi, bắt đầu nè, thì để lập trình cái này đó là mình phải có thêm một cái biến nữa, là cái biến trạng thái của cái nút nhấn on off. Thì mình cũng khai báo luôn là button started, có nghĩa là trạng thái của button ha các bạn ha. Rồi bắt đầu xuống dưới mà đầu tiên nó chạy á thì mình phải định nghĩa cho nó biết á là cái con led là input hay output. Tại led nó đâu có mình ghi chữ, nó đọc theo chữ thôi mà, mình do đó mình phải set up nó. Thì mình nó có một cái lệnh phải nhớ là nó gọi là cái pin mode ha các bạn. Thì mình phải khai báo cho nó, thì mình nói là led là cái gì, là input, led là output, nó là output mà phải định nghĩa trước nha các bạn. Rồi xong xuống rồi tới định nghĩa cho cái thằng kia, định nghĩa cho cái con nút nhấn, thì mình nói là pin mode luôn, button hả các bạn, nó là gì các bạn, nó là input. Rồi ok, nhớ dấu phẩy, không có dấu phẩy là lỗi. Thì trong quá trình đó các bạn lập trình á, các bạn bấm vô cái nút này cho mình nè, verify, nếu mà có lỗi gì nó báo liền, chứ để một chút xíu nó lỗi cả đống thì nó mất công ha bạn ha. Rồi bắt đầu, thì đầu tiên á là mình muốn mà nhấn cái nút nhấn á đó, thì mình có phải là mình phải coi cái chỗ mà nút nhấn có ai nhấn chưa, thì có phải là đọc nút nhấn không, thì cái button started nè. Mình khuyên các bạn là chép cái này xuống, tại vì các bạn đánh vô khi nó lại sai chính tả, cái nào nó báo lỗi, nó báo lỗi rồi. Rồi nó có một cái lệnh các bạn cũng phải nhớ luôn là digital read, read nha các bạn, read là đọc á.
Đó, Digitan Red là gì? Digitan Red là Red của cái thằng nút nhấn là button. Đó các bạn, vậy thôi. Đó. Rồi, đọc trạng thái của nó. Rồi, bây giờ đó, nếu mà nút nhấn nhấn vô thì phải chữ if. If phải các bạn? If. If cái gì? Button started nè. Ở mức cao. Đó, button started nè. Là ở mức cao thì sao? Hai dấu bằng nha các bạn. Ở mức 2 á thì nó làm cái gì? Thì khi mà ở phía sau bất cứ một cái if nào thì nó phải có hàm đóng mở này các bạn, phải có nha. Hai thì sao? Thì cái lệnh này cũng phải học luôn nè, digital write. Write nha các bạn. Đó. Là cái gì? Write cái gì? Write left. Hai. Đó vậy thôi ạ. Rồi, if thì phải có else. Đấy các bạn. Else thì làm sao? Else cũng có hai hai cái quạt này. Else thì digital write luôn. Nhưng mà ở low. Sửa này lại low. Rồi xong rồi đó các bạn. Khi mà các bạn nhấn nút thì cái đèn led nó chạy sáng. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi có gì sai không nè. Nó báo không có gì sai. Don't compile các bạn. Rồi mình download xuống nè. Rồi các bạn coi ở trên trên màn hình của mình là đây. Đó. Ok, để mình điều chỉnh cho nó dễ xem ha. Rồi. Mình download xuống nha các bạn. Download xuống đây. Rồi, download xuống. Đây nó chớp nè. Đèn nó đang chớp ha. Rồi nó download xong rồi đó. Nó báo là done upload. Bây giờ mình bấm nè các bạn. Bấm cái đèn led nó cháy nè. Đó, cháy không? Cái đèn led nó cháy nè. Đó, chớp tắt. Ha. Rồi, bây giờ tiếp tục. Mình muốn là sao các bạn? Mình muốn là bây giờ là bấm vô là nó chớp tắt hoài ha các bạn ha. Thì mình phải làm sao? Mình dùng cái lệnh delay. 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 Mở quạt bao nhiêu? 500. 500 là 500 mili giây các bạn, làm nửa giây á. Rồi sao nữa? Delay xong rồi tắt rồi lại mở, tắt lại mở, tắt lại mở ha các bạn ha. Rồi. Rồi nhưng mà ở đây là low. Đó, vậy thôi. Thấy chữ lớn có được nha các bạn. Rồi, combine đào xuống nào các bạn. Đào xuống. Rồi, nó upload xong các bạn ha. Rồi, các bạn coi nè, lúc này mình bấm nè, thì nó sẽ chớp tắt. Đó không các bạn? Chớp tắt nửa giây một lần chớp tắt. Rồi, các bạn muốn mà thời gian chớp tắt dài hơn thì mình tăng lên một giây nè. Rồi, đào lót xuống rồi. Rồi bấm luôn cho nó chạy, nó chết, nó đào lót xong mình bấm luôn cho lẹ. Rồi. Đây, thời gian lâu hơn. Rồi, ok. Mình cũng nói cái lệnh if này nha các bạn. Khi mà cái lệnh if này nó chạy á, nó khác, nó chạy xong nó chạy là nó chạy, nó bỏ qua luôn. Có nghĩa là nó chạy xuống đây. Nếu mà các bạn viết cái chương trình mà nó nằm phía dưới này nữa đó, phía dưới này nữa, ở ngoài lệnh này là nó chạy, nó bỏ luôn cái này. Tại vì mình, cái này nó chỉ có một mình nó chạy thôi thì không sao, nhưng mà khi bạn bạn có những cái vòng lớp phía dưới này nữa để chạy những cái thao tác khác á, thì cái if này nó sẽ bị bỏ qua, nó sẽ bị lỗi. Do đó mình viết cái điều kiện cho các bạn dễ hiểu thôi, nhưng mà thật ra là phải dùng while nha các bạn. While đó anh chị ạ. Để cái dòng lặp này nó chạy vòng vòng ở trong đây hoài luôn. Đó, thì xong rồi nó mới nhảy qua chỗ khác. Đó, nó là vậy các bạn ha. Thì bây giờ mình để while nè, mình combine, mình đao xuống, các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng. Rồi, ok. Nó báo lỗi là phải học eo mà không có if là nó không chịu. Đúng rồi. Rồi, combine. Đó, các bạn phải bấm combine, các bạn mới biết là mình quên chỗ nào. Rồi, đao xuống. Rồi, đao xong các bạn. Rồi mình sẽ bấm nè, các bạn thấy nó chớp. Nhưng mà bên buông ra nó chớp luôn. Tại thì sao các bạn? Nó chạy vòng vòng trong đây nè. Nó không có thoát ra được, tại lệnh quay nó vậy, mình muốn nó vậy mà. Thì nếu mà lệnh quay mà mình muốn bỏ cái tay ra, button ra thì nó phải thoát, thì mình phải đọc cho nó đọc lại cái lệnh này nè các bạn. Nó đọc, nó biết cái trạng thái rồi nó vòng lên, nó thấy low nó mới thoát ra được khỏi lệnh quay. À các bạn, chỉ vậy thôi, mình làm từ từ để các bạn hiểu á, đào xuống nè. Dễ hiểu hơn. Rồi, các bạn thấy bây giờ nó giống như lệnh if nè, mình bấm nha. Bấm nè, chớp tắt nè. Mình buông ra nó tắt. À, nó hết chạy là nó thoát luôn. Tại nó đọc được cái lệnh này.
nó làm cái chuyện đó xong nó đọc lại lần nữa, nó làm chuyện đó xong nó đọc lại lần nữa. Rồi ok, bây giờ sẵn đây lập trình đó, thầy còn mình cũng muốn làm cho các bạn một thứ nữa để các bạn thấy là cái sức mạnh của vi cộng cộng, chương trình si cộng cộng. Thì đây mình muốn mỗi lần mình bấm là nó chớp 5 lần thôi các bạn. Thì lúc đó thì các bạn cũng phải có một cái biến gọi là đọc cho nó là số lượng, thì mình đặt đại biến gọi là tham đi, số lần đi, thì bằng không. Đầu tiên mình cho nó bằng không đó, chứ để nó chạy loạn ha, lúc nào cũng vậy. Không thì sao các bạn, trong cái quay này thì mình phải có hai cái điều kiện, là hai cái điều kiện. Nếu mà có hai điều kiện thì bấm NN các bạn. NN thì cái gì? Tham. Nếu mà tham mà nhỏ hơn 5 thì nó chạy cái vụ này, tại vì nó bằng bằng không, nếu cứ chớp tắt 5 lần thì nó thoát. Thì lúc đó nó xuống tới đây, nó xuống tới đây thì sao các bạn, thì nó phải kiểm tra, nó phải tăng cái thời, đầu tiên nó bằng không, sau đó tăng lên 1, tăng lên 2, thì mình có tham cộng cộng, cứ viết vậy là nó hiểu cho các bạn, cộng cộng đó. Thì khi mà nó cứ xuống, nó chớp 1 lần nó xuống đây, nó tăng lên 1, nó quay đây nó tăng lên, nó cứ kiểm tra, nó thấy ủa quá 5 rồi, nó tắt, nó thoát luôn các bạn nha. Rồi bây giờ mình đâu cho chương trình số nè. Không có dấu hỏi, phải phải hết chứ không thôi là nó lỗi. Chỉ vậy thôi các bạn. Rồi ok, uploading xong, các bạn coi nè nha, nó chớp đúng 5 lần. Rồi nó thoát luôn. Không, mình có điều kiện, mình phải buông cái này ra các bạn, bấm cái nãy chớp 5 lần. Mình sai cái là mình không được để cái này, cái button started này không được để, tại vì nó có cái điều kiện kia để nó thoát rồi, điều kiện tham để nó thoát rồi. Mình đau lại nha các bạn. Rồi đó, thì mình phải lập trình từ từ vậy đó, từng bước một rồi mình sẽ thấy cái sai của mình đó các bạn ha. Rồi nó download xong ha, mình bấm này, buông ra nó chớp 5 cái rồi nó sẽ thoát luôn. Tắt, thấy chưa các bạn, bấm cái này. Mình quên, ở dưới đây mình phải reset cái tham này nó về không, tại lúc đó nó bằng 5 rồi các bạn, thấy chưa, bằng không. Lúc mà nó chạy xong nó thoát là nó bị set về không cái đó các bạn ha. Rồi đau xuống, bấm nó không được, nó không chạy rồi, nó biết tại sao. Rồi bây giờ là nó chạy đúng cái ý đồ của mình rồi nè. Rồi bấm nè, chớp 5 lần nè. Rồi hết. Rồi bấm cái nữa nè, chớp tiếp đó. Ok các bạn, tại vì tham này mình không xét về không, nó chạy xong mình phải trả nó về bằng không chứ, như lúc đầu ấy vậy. Rồi ok, tới đây là hết, thì coi như kết thúc cái video này, là mình đã hướng dẫn các bạn xài một cái nút nhấn hàm if hàm while, rồi đếm số lần nha các bạn. Hàm if hàm while, điều kiện đếm số lần. Rồi các bạn cứ đánh từng bước như mình là các bạn sẽ rất rất là thành thạo. Rồi mình xin cảm ơn. Cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái màn hình LCD 1602 là 16 cột mà 2 dòng, có nghĩa là mình viết tổng cộng được 32 ký tự nha các bạn. Rồi mình xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại kỳ sau.